Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Nay em có về được mấy phôi mai trắng tỷ với kim quýt, với mai vàng với khế chua được giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Em tên Si, em ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em là 0985 860 647. Rồi đem vô cây số 1 cô chú anh chị, một mai trắng tỷ nu da đen lá lớn ạ. Chiều cao nó được 30 ạ. Tổng cái nồi đế của nó được 99 ạ. Còn neo nó đo vị trí này được 58 ạ. Hoành nó dưới cái tử là nó là 68 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này dễ điều hết rồi, dễ lớn hết rồi cô chú anh chị. Đây là cái cổ ạ. Mã số 1 phôi mai chứng thủy da đen lá lớn này em giao lưu 3 triệu ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Đây thì dùng lực cốt cành có sẵn rồi cô chú anh chị. Này là mã số 2 ạ, à. Này là mai chứng thủy kim giòn ạ. À. Cây này người ta ủ trong chậu lên mầm gần như nhôm được rồi cô chú anh chị. Chiều cao nó được 27 ạ. Tổng cái hoành nó được 96 ạ. À. Quanh cái cục này được 57 à, mời cô chú tham khảo à. Này dán cũng gần luôn, dính liền nguyên khối của chú anh chị. Có rễ này nó bị sam tí chỗ này cô chú anh chị. Mời cô chú tham khảo à, mai chứng thủy kim giòn à. Mã số 2 phôi này em giao lưu 1 triệu 8 à, bao sống bao xếp toàn quốc à. Rồi quá luôn. Này là mã số 3, này là phôi nguyệt quế à. Này người ta nuôi trong chậu, cái này thần chậu của chú anh chị. Này người ta có vô nước nhôm à. Chiều cao nó được 30 à. Tán ngang nó được 55 à. Nếu nó đo vị trí này được 35 à. Cái này lùng lực, cốt cạnh có sẵn thôi cô chú anh chị. Mã số 3 phôi này nguyệt quế này em giao lưu 1 triệu à. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Em lá không nó xếp dài chậu lên nha cô chú anh chị. nó ra đọc non lá nó dài rồi thay lá. Này là mã số 4 ạ. À. Này là dạng tế nha cô chú anh chị. Cái này dán hình thú luôn ạ. À. Này người ta làm chậu cũng lâu năm ạ. À. Này nó bị bọng chỗ này nha cô chú anh chị. Bọng mà nhìn cũng có duyên ạ. À. Chiều cao nó được 25 ạ. À. Chiều dài cái thân bò nó được 30 ạ. À. Mình cái eo nó ngay cổ này được 25 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này nó bị bọng lâu năm đây này thôi cô chú anh chị. Bọng đây nó thấu vào men đây luôn ạ. À. Mã số 4 phôi này em giao lưu 1 triệu tư ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Ngồi quá cái luôn. Đây là mã số 5 ạ. À. Này là phôi mai vàng. Này là mai tứ quý ghép mai vàng nha cô chú anh chị. Này ta ghép cỡ 15 năm rồi. Chiều cao nó được 60 ạ. Neo nó đo vị trí này được 20 ạ. Quanh cái cục bú của nó được 35 ạ.
tán ngang của nó được 60 luôn ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này, cây này nằm chậu lâu năm cô chú anh chị. Này nguyên cục bú luôn ạ. À. Này người ta ghép cỡ 15 năm rồi cô chú anh chị. Này gốc chú quý người ta ghép giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Mã số 5 phôi mai vàng này em cho lưu 3,5 triệu ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Này em không có xếp chậu cô chú anh chị. Mở quá cây luôn. Này là mã số 6 ạ. À. Này là phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Này mai vàng ta ghép mai mai quắn nha cô chú anh chị. Cây này cũng quái cây lắm cô chú anh chị. Chiều cao nó được 1 mét ạ. À. Lại trên này. Còn neo nó trên này được 10 cô chú anh chị. Cái này là nguyên cái rễ người ta ghép được năm mấy này, cô chú anh chị. Ghép mai mai quắn này, cô chú anh chị. Mã số 6 phôi mai vàng này em giao lưu 2 triệu ạ. À. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Này cây này quái lắm rồi cô chú anh chị. Này nguyên cái rễ nó phát thân lên 9 tấc nha cô chú anh chị. Rồi quá cây luôn. Này là mã số 7, này là phôi chim quýt nha cô chú anh chị. Quýt này dán đổ. Cây này nằm chậu từng chậu rồi cô chú anh chị. Chiều dài cái tán đổ nó được 70 ạ. Neo em neo nó làm đôi vị trí này được 12 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này già cây lắm cô chú anh chị. Mã số 7 phôi kim quýt này em giao lưu 1,3 triệu. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này cô chú nào có chốt em xếp luôn cái chậu ha cô chú anh chị. Qua qua cây luôn. Này là mã số 8 ạ. À. Này phôi này là sọp nha cô chú anh chị, sọp đọt đỏ. Này này cũng thành phẩm luôn cô chú anh chị, nằm chậu ạ. À. Chiều cao nó được 75 ạ. À. Tán ngang của nó là 1m2 ạ. À. Hoành đế nó được 105 ạ. À. Neo nó đo vị trí này được 60 ạ. À. À, cô chú tham khảo ạ. À. Cái này thành phẩm cốt cành có sẵn luôn cô chú anh chị, cốt cành cũng lớn hết ạ. À. Cái này người ta nuôi trong chậu cô chú anh chị. Cái này từng chậu luôn ạ. À. Mã số 8 phôi sọp đọt đỏ này em giao lưu 2,5 triệu ạ. À. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Wow, quá cây luôn. Này là mã số 9 ạ, này là phôi khế chua cô chú anh chị. Dáng hình thú ạ. Này dạng cây này cũng quái cây, già cây lắm rồi cô chú anh chị. Này thú ba chân cô chú anh chị. Chiều cao nó được 80 ạ. Neo nó đo vị trí này được 42 ạ. Những cái bệ đế của nó được 1,6 m ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này dáng hình thú mà cô chú anh chị. Thú này ba chân ạ. À. Mã số 9 phôi khế chua này em giao lưu 3,5 triệu ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Cái này già cây lắm rồi cô chú anh chị. Ừ, quá cây luôn.
Này là mã số 10, này cũng là phôi khế chua, cái này cũng già cây, cũng vái cây lắm cô chú anh chị. Này người ta có vô nước nhôm ạ. Chiều cao nó được 1m1 ạ. Nếu nó đo vị trí này được 38 ạ. Mình cái bể đế nó được 1m2 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này nó cũng quái cây, cây này nó già cây liền mặt cắt hết rồi cô chú anh chị. Mã số 10 phôi khế chua này em giao lưu 3,2 triệu ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 11 ạ. À. Này là phôi ngâu cô chú anh chị. Ngâu này cũng nằm chậu lâu năm cô chú anh chị. Chiều cao nó được 85 ạ. À. Hoành cái bể đế nó được 1m2 ạ. À. Neo nó đo vị trí này được 31 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Thì nằm chậu lâu năm nguyên cái nồi rễ nó cũng cuộn đây nghe cô chú anh chị. Cái này người ta có vô nước nhôm thử cũng cốt lại đó. Cái này cho có cái rễ này nó bị xăm trên này cô chú anh chị, cái này không có bị à. Má số 11 phôi ngâu này em giao lưu 3 triệu ạ. À. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Này em không có xếp chậu cô chú anh chị. Ôi quá tê luôn. Này là mã số 12 ạ. À. Mã số 12 là phôi này phôi kim quýt cô chú anh chị. Này người ta quấn cái rễ này nó lớn mấy chục năm rồi. Quấn này như cái bình bông luôn cô chú anh chị, như cái nụ rễ à. Và để em đo cái vành á. Chiều cao nó được 55 ạ. Vành cái bể đế nó được 77 ạ. Phẩm đo trên này nó được 64 ạ. Nèo nó đo vị trí này được 26 ạ. Chiều dài cái rễ sổ nó được 33 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này người ta nuôi trong chậu, người ta quấn cũng mấy chục năm rồi cô chú anh chị. Nhưng một rễ như cái bình bông ạ. Mã số 12 phôi kim quýt này em giao lưu 3,5 triệu ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Phôi này em không có xếp chậu nữa cô chú anh chị. Đây là mã số 13, cũng là phôi kim quýt ạ. Phôi này cũng nằm chậu lâu năm cô chú anh chị. Chiều cao nó được 60 ạ. Mình cái bể đế nó được 85 ạ. Nêu nó ra vị trí này được 21 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Nguyên cái bộ rễ nó cũng cuộn cũng nằm chậu lâu năm mà nó cuộn loạn lại ạ. Mã số 13 phôi kim quýt này em giao lưu 1,7 triệu ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Mã số 13 cũng là phôi cuối lớp em ạ. Chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị.